thăm thăm chiều trôi, khuya anh đi vui sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau hai người hai ngã, cách sao bồi hồi. Em gặp nhau đây đêm thâu là đủ sương răng. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách cuốc dây. Như lúc nãy các bạn sẽ thấy nha. Đó. Thì các bạn nhờ mình sẽ chia sẻ. Các bạn thích cái kiểu đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì cái cách này là mình cũng thường đàn thôi các bạn. Cũng như là thói quen thôi. Lâu lâu mình thích thì mình vuốt vô vậy thôi. Thì hồi xưa mình cũng học được từ những bậc tiền bối. Và tức là có cái ông chú ông cũng rất là hay. Lâu lâu mình thấy ông cũng chèn vô mấy cái vuốt đó. Mình thấy hay quá rồi mình kêu chú đó chỉ cho mình. Thì hồi đó mà chú đó chỉ mình học mình nhớ là cũng... cái đó không mà mình học cũng năm 10 ngày đó các bạn, chứ không phải một ngày một bữa mà mình tập được các bạn. Đó. Nên hồi đó mình nhớ là cũng mấy ngày đó mình mới tập được cái kiểu vuốt đó. Mình thấy hay thì mình tập thôi. Rồi bây giờ các bạn thích thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Có rất là nhiều bạn comment nhờ mình chia sẻ cái kiểu vuốt này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Rồi. Ví dụ như các bạn đang đàn trên thế la thứ đi thì các bạn sẽ vuốt dây số 5 ha. Còn ngón nào thì cũng được. Ngón trỏ, như lúc nãy các bạn thấy mình vuốt ngón giữa rồi mình vuốt ngón trỏ, nói chung ngón nào cũng được. Các bạn thấy ngón nào dễ vuốt thì các bạn cứ vuốt ha. Rồi, còn mà bấm chỗ nào thì các bạn cũng bấm được ô thứ 12, ô thứ 10, ô thứ 11, 13, 14 gì ha. Ô thứ 8 hay từ đây cũng được ha, ô thứ 5 cũng được. Nói chung là các bạn muốn bấm ô nào bấm, dây số 5 ha. Nếu đàn trên hợp âm la thứ, tại vì khi người ta hát tới câu mình thả tay ra thì dây số 5 sẽ là dây la ha. Là nó tương ứng, nó sẽ... ứng nó tương đồng với cái hợp âm cái tông la thứ đó các bạn ha, đó là rồi khi người ta hát tới, tức là khi các bạn canh người ta hát còn một hai chữ mà hết câu hát thì các bạn sẽ kéo ha, một chữ cũng được, nếu một chữ các bạn sẽ kéo nhanh tay, hai chữ chậm lại xíu, hoặc nếu mà ba chữ thì bạn chậm lại xíu, nói chung là các bạn canh thôi, người ta vừa hát dứt câu thì các bạn cũng vừa vuốt xong cái vuốt của mình và thả tay ra luôn ha, người ta hát vừa dứt xong các bạn cũng vuốt, đó ví dụ các bạn để ngón này hoặc chỗ này cũng được và ngón nào cũng được ha, và cứ để đại ngón này giờ ta hát các bạn cứ lên giờ ta vừa với cái mình thả ra luôn ha. Rồi cái ngón cái tay phải thì các bạn cầm cái phím á, đừng có cầm gần quá như thế này nha các bạn, cầm cái miếng đờn cái bít gãy đờn nè, các bạn cầm mà gần quá nó vừa còn có xíu thì nó bị cứng, các bạn vuốt lên xuống sẽ rất là khó. Còn như các bạn cầm xa quá như thế này thì nó dẻo thiệt nhưng mà nó không có thế, cho nên các bạn cầm ngay giữa cái bít ha, chừa khoảng như đây là được các bạn đó. Rồi các bạn nếu đàn trên la thứ thì các bạn sẽ để cái ngón tay vô cái dây la ha, dây số 5. Rồi để ở dưới dây số 5 đó nha, cái bít ở dưới dây số 5. Rồi các bạn mới tập thì các bạn cứ khoan chạy tay phải ha, tay trái ha, tay trái khoan vuốt đi, cứ bấm đại một ô nào đó, ô này cũng được, ví dụ vậy các bạn bấm vô rồi cái tay phải các bạn lên nè, xuống, cứ lên xuống từ từ, tập từ chậm tới nhanh đó, vậy đó các bạn. Rồi đồng thời cái hai cái ngón này ha, ngón út và ngón áp út các bạn chịu vô cái thùng đờn ha. Tốt nhất là các bạn đàn ngay giữa cái lỗ của cái đàn luôn ha, ngay giữa này. Rồi, hai ngón này, một ngón cũng được, nói chung là phải có ngón chịu vô cái thùng đàn nó mới có thế để các bạn đẩy lên đẩy xuống. Còn như mà các bạn thả tay hẳn luôn như vậy thì các bạn sẽ không có thế mà các bạn gãy dây ha. Rồi, ví dụ các bạn bấm chỗ này đi. Rồi các bạn cứ lên xuống. Đó, cứ như vậy. Chỗ này cũng được đó. Nói chung mới tập thì khoan chạy tay trái cứ tay phải. Cứ lên xuống liên tục vậy các bạn. Đó, riết là cái tay phải các bạn quen. Khi cái tay phải quen rồi, cái kiểu lên xuống, dít lên cái xuống vậy đó thôi. Rồi thì các bạn mới kết hợp chạy, vừa vuốt tay phải ha, vừa gãi tay phải mà tay trái vừa kéo xuống vậy nè. Mới thì kéo chậm thôi đó. Kéo lên kéo xuống, tập cho cái tay phải nó quen luôn ha. Và đồng thời sau này tay trái nó cũng quen luôn, nó chạy quen luôn. Đè cho một dây số 5 thôi, nếu đàn trên la thứ nó. Còn các bạn tập thì các bạn có thể tập dây nào cũng được, dây 6, dây 5, dây 4 cũng được. Trước hết mình nói la thứ chút xíu nữa mình nói nếu mà đàn những tông khác ha. Còn bây giờ trước hết đàn trong la thứ thì cứ vuốt dây số 5 nha các bạn. Đó, cứ lên xuống, hoặc tay trái thì chạy lên chạy xuống ha.
lên đó. Nói chung các bạn tập cho nhanh, tập cho nhanh cho nó quen tay thôi, chứ sau này vô bài hát thì cũng đừng có nhanh quá, nó cũng vừa với cái bài hát, cái tempo của bài hát thôi ha các bạn. Rồi đó, đó là giữa la thứ. Thì dưới, nếu mà giữa rê thứ thì cách đàn cũng như thế vậy thôi, nhưng mà nó khác dây thôi. Nếu rê thứ các bạn đàn dây số 4 ha. Nếu đàn tông rê thứ các bạn đàn dây 4, thì cái bài dây 4 là dây rê các bạn. Nếu không bấm thì người ta cũng vừa hát tới hết câu, các bạn kéo xuống đây thả tay ra, vừa hết câu hát thì kéo xuống thả tay ra luôn ha. Rồi nếu đàn mi thứ thì các bạn dây số 6 ha. Đó, cái gì đó rồi mi thứ đó. Rồi thì còn với như son thứ thì các bạn có thể đàn dây ba thì dây, nó dây son đó. Nói chung còn si thì dây 2, nhưng mà mấy dây dưới này nó không hay ha. Nếu cho nên là nếu mà ứng phó, nếu mà đàn trên tông si thứ thì các bạn cũng có thể vuốt dây số 5 luôn ha, vuốt dây số 5 luôn. Thì khi các bạn vuốt, người ta vừa kết thúc câu thì các bạn ngưng lại, đừng thả ra hết, ngưng lại ngay nốt si nè. Nói chung nốt nào thì tương ứng với cái tông đó. Thì người ta, khi các bạn người ta hát cuối câu, các bạn tới oxy, các bạn đứng lại rồi các bạn bấm vô cái hợp âm các bạn đàn luôn. Nó ví dụ vậy. Hoặc là nốt đô, nếu được đàn đô thứ thì các bạn cũng vuốt tới đô, các bạn thả dây 5 nè. Đó. Vuốt tới đô thì các bạn không thả ra mà giữ đô luôn. Đó, rồi các bạn bấm âm các bạn đàn luôn, ví dụ vậy. Nó đó mình nói ví dụ thôi, còn thông thường thì các bạn cũng đàn trên la thứ và rê thứ là nhiều. Thì cứ la thứ dây 5, rê thứ là dây số 4. Rồi vậy thôi nha các bạn. Còn cách vuốt thì như mình đã nói các bạn rồi đó. Đó là cái cách mà các bạn đánh lên đánh xuống. Còn một cách nữa thì nó sẽ dễ hơn cách đó chút xíu. Ví dụ như người ta hát như vậy nè, mình sẽ đi tay chậm hơn nha. Ví dụ chút. À bài gì ta? À nãy là bài, à giờ ví dụ bài này đi. Những đồi hoa sim, à các bạn chút rất là chậm rãi. Những đồi hoa sim. Tới chữ sim mình cũng thả tay ra ha. Còn lúc người ta đang hát thì các bạn đánh vài nốt ha. Những đồi hoa nó, các bạn không cần phải nhớ ngay ô nào, các bạn cứ đánh ngẫu hứng ha. Nhưng đồi hoa sim, nó cứ vuốt vậy. Nhưng đồi hoa sim, nó vuốt cái đánh. Nhưng đồi hoa sim, nó người ta sim mình thả ra ha. Hoặc là đường lên dọc ra, tới đâu không cần biết. Các bạn cứ đang, các bạn trong khi các bạn chạy từ đây chạy vô đi, nhiều khi mới tới đây là người ta hát hết câu rồi thì bạn cũng cứ thả tay ra, không cần nhất thiết phải chạy lên tới trên này nha các bạn. Thì nó tóm lại là bấm ô nào cũng được, và khi vuốt thì vuốt tới ô nào thả cũng được ha, không quan trọng phải tới dưới này. Ví dụ bấm trên này mà ta hát đường lên dọc đó, tới đây người ta bắt đầu ta đá ra nè, đá là mình thả ra đá đó. Tới đây thả cũng được, hay là đá lâu rồi đó, tới đây mình thả luôn, không cần phải tới đây. Còn không các bạn canh kéo dưới này thì sẽ hay hơn, tức là mình kéo cái đoạn đường dài nó sẽ hay hơn ha. Ví dụ như đá lâu rồi đó, tôi đưa vừa xong thì bấm vô hợp âm la thứ luôn, đàn luôn nha các bạn ha. Còn ví dụ như như cái hợp rê thứ chỗ này nè, ví dụ như rê thứ đi thì các bạn cũng vuốt như vậy ha. Người ta vừa hết chữ hát thì các bạn cũng vừa hết, và tương tự mi thứ cũng vậy. Nói chung là cái cách đàn thì giống như nhau hết, nhưng mà nếu mà la thứ thì các bạn vuốt dây 5, rê thứ thì các bạn vuốt dây 4, và nếu mà mi thứ thì các bạn vuốt dây 6. Thường vuốt 3 dây bass trên này nó sẽ hay hơn các bạn. Nó thì đó, tương ứng với ba tông đó. Còn với những tông khác thì như mình nói, cũng vuốt ba dây này đi, nhưng mà mình ứng phó với tông si thì tới nốt si mình ngưng, mình không thả ta ra luôn ha. Còn tông đô thì tới nốt đô mình ngưng ha. Tông son thì tới nốt son vuốt dây 6 luôn, không cần vuốt dây 3. Tại vuốt ba cái dây trên này, dây 4, dây 5, dây 6 nó sẽ hay hơn là ba dây dưới này ha. Cho nên nếu son mình vuốt tới đây, đó mình thả tay ra. Mình không thả tay ra, mình bấm ngay son, mình giữ nốt son luôn cho nó ngay cái nốt son, mình ví dụ vậy. Rồi. Đó, nếu rê thì vậy. Đó là cách kết vuốt này nó sẽ đơn giản hơn. À, ví dụ như la đi ha. Đường lên dọc đá, nó cứ vuốt từ từ chậm chậm. Đường lên dọc đá, rồi thả ra, là đá một cục thả ra. Hay là đá lâu rồi, nó cứ vuốt ngẫu hứng tới đâu không quan trọng. Và bấm ngay chỗ nào không quan trọng, bấm ô 10, ô 7, bắt đầu từ ô 10 cũng được. À, ô 12 cũng được, ô 13, 14 gì cũng được thì các bạn ha. Rồi người ta cứ hát mình, người ta vừa dứt câu thì mình thả ngón tay ra. Đường lên dọc đá, à, cách này thì nó sẽ dễ hơn cái cách lúc nãy các bạn đánh lên đánh xuống vậy, đánh lên đánh xuống vậy. Nên nhưng mà các bạn muốn tập cái nào tập thì tập luôn hai cách cũng được nha các bạn. Rồi một phần nữa là với cái cách vuốt này các bạn có thể vuốt trên điệu nào cũng được ha, không nhất thiết là điệu bolero, habanera cũng được, và xì lô rock cũng được, rồi tango cũng được, hay là cha cha, nói chung là điệu nào cũng được. Và vuốt ngay chỗ nào thì đó là cũng theo ra là cái ngẫu hứng của các bạn thôi. Các bạn hứng lên các bạn muốn vuốt chỗ nào cũng vuốt là các bạn được. Mà thường là vuốt ngay chỗ cái khúc bắt đầu hát ha, hoặc là
bắt đầu hát qua đoạn khác, đoạn khác lúc chuyển đoạn xong hết rồi bắt đầu người ta chuẩn bị vô đoạn kế tiếp là mình vuốt một cái là vô ha. Đó. Ví dụ trên một cái điệu khác đi. Lần nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai nó. Abadeda cũng vô được luôn ha. Hay là hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Vuốt kiểu này cũng được ha, là kiểu này cũng được. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chắc 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 bùm. Chắc 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 bùm. Xong thì cứ tiết tấu Abadeda mà mình đang rồi người ta cứ hát ha. Rồi các bạn chút xíu nữa các bạn muốn vuốt chỗ nào các bạn cứ vuốt tiếp theo ngẫu hứng các bạn thôi ha. Rồi ha, là ví dụ xì lô róc đi ha. Tình cha mát như vầng thái dương à, ví dụ xì lô hay là ví dụ như vuốt kiểu này đó. Nhưng nói chung là ngón các bạn muốn vuốt ngón nào cũng được, giữa trỏ hay là áp út gì cũng được. Nói chung ba ngón này ha, thì các bạn ịnh đại vô chỗ nào đi ha, các bạn vuốt ví dụ như bài nữa điều xì lô róc đi. Đó là à vậy nè à, từ đây đi ha. Đêm vũ trường nó giúp nè. Đêm vũ trường anh đón em, mình nếp vào nhau dưới hoa đèn màu ha. Hoặc là tango đi, ví dụ tango đường về đêm vắng tanh nó, đường về đêm chiều giao giúp luôn, đường về đêm nay vắng tanh dạt dào hát mưa rất nhanh lạnh lùng. Sẽ vuốt theo ngẫu hứng và điệu nào cũng được, muốn vuốt điệu nào cũng có thể vuốt được và theo cái cảm hứng của mình, muốn vuốt khúc nào vuốt, chèn vuốt khúc nào chèn đó. Thì các bạn mà thông thường như mình nói là vừa bắt đầu vào đoạn khác hoặc là vừa bắt đầu bài hát thì các bạn vuốt nó sẽ hay hơn ha. Thì các bạn thôi áp dụng như thế nào cũng được, cái cách thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Rồi quan trọng các bạn tập từ từ nó cũng được các bạn ha. Như lúc nãy mình nói các bạn á, mình lúc đó mình tập cũng mấy ngày mới được chứ không phải mới tập mà được. Thì đầu tiên cứ tập tay phải nè, một giây ha, đọc giây số 5 đi đó, cứ để cái phím ở dưới giây số 5 rồi bắt đầu dích lên dích đại xuống, dích lên đại xuống đó, để đây nè, cái tay bạn để hai ngón này hoặc một ngón cũng được, chịu cho hùng đàn cho nó có thế, cái lên xuống vậy nè. Mới tập đó, chậm chậm từ từ nhanh lên, tăng tốc lên ha đó. Rồi bắt đầu được rồi bắt đầu mới chạy cái tay này ha đó, chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra, cái gì đấy các bạn tập ha. Rồi đó là cách vuốt, còn cái cách kia thì dễ hơn. Cách kia thì cứ đàn xuống thôi, không cần dích lên. Người ta hát rồi xong mình cũng thả ra luôn nếu là thứ ha. Ví dụ như nó đã lâu rồi, cứ kéo chạy đều tay kéo. Đã lâu rồi, rồi thả ra. Đã lâu rồi. Rồi xong thì cứ đàn bố rô bình thường ha. Đã lâu rồi, tôi chưa cách đôi nơi. Hoặc là những đôi hoa đó. Cứ chạy đều tay từ bắt đầu, bắt chỗ nào ô nào cũng được, rồi đàn xuống thôi, khỏi một dích lên. Đã lâu rồi, hoặc là những đồi hoa tim đó, mình làm chậm cho các bạn dễ thấy. Còn khi mà người ta hát các bạn đi đều tay vô ha. Những đồi hoa tim đó, vừa xiêm thả tay ra luôn. Những đồi hoa tim, hoặc là đường lên dòng đá, hoặc là tôi kể người nghe đó. Hoặc là cứ nói chung bolero rất là nhiều bài. Đêm người mùi hương mùi hoa cứ vậy đó ha. Hoặc là nói chung là cái kiểu đó các bạn vuốt rất là nhiều bolero, điệu và điệu nào cũng được ha. Habanera cũng được. Như lúc nãy mình chia sẻ các bạn ha, là vì sao trong này cao hát nổi ha, hát bài này đi. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Đó xong cứ đàn Habanera dẫn vô nha các bạn. Còn cái bài mà vì sao anh nhớ em thế này là cái bài đó là chắc phải đàn rê thứ, hay là thứ cao quá không nổi. Rê thứ chắc vừa ha. À cái này, bài này rê thứ là vừa. Vì sao anh nhớ em thế này, lại nhớ người yêu ha. Thì rê thứ thì các bạn cứ vuốt dây 4 ha. Rê tông rê thứ là anh vừa. Vì sao anh nhớ em thế này. Vậy ha.
ha các bạn. Rồi các bạn cứ tập đi, tập từ từ nó cũng được ha các bạn. Nói chung cái đó là mình hồi đó cũng tập được từ ông chú thôi. Rồi mình thấy nó hay hay thì mình sau này đàn nó quen tay thì lâu lâu mình cũng ưa chèn mình vuốt vô vậy thôi đó các bạn. Nhưng mà các bạn thích thì mình chia sẻ cho các bạn. Rồi tại vì các bạn nhờ gì thì mình cũng làm cho các bạn, trong khả năng mình thì mình làm hết cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.